Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because the British army stayed in their houses, hoarding, quartering. Because they didn't have self-government. Tại sao những người định cư đã đánh lại người Anh? Vì thuế má cao quá, phải đóng thuế mà không có người đại diện. Vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ, ở trọ, làm trại binh. Vì người dân thời thuộc địa không có chính quyền tự trị. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập? Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. Bản tuyên ngôn độc lập được chấp thuận khi nào? 4 tháng 7, 1776. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. Sơ khởi có 13 tiểu bang. Hãy nêu tên 3 tiểu bang. Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Virginia. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. Việc gì đã xảy ra tại Đại hội lập hiến? Bản hiến pháp được soạn thảo. Những nhà lập quốc soạn thảo hiến pháp. When was the Constitution written? 1787. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Publius.
tài liệu Federalist Paper giúp thông qua Hiến pháp Hoa Kỳ. Hãy nêu tên một người viết tài liệu này. James Madison, Alexander Hamilton, John Day, Publius. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. Oldest member of the Constitutional Convention. First Postmaster General of the United States. Writer of Poor Richard's Almanac. Started the first free libraries. Nêu một điều nổi tiếng về Benjamin Franklin. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ, thành viên lớn tuổi nhất của Đại hội Lập Hiến, tác giả cuốn Poor Richard's Almanac, khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ. Who is the father of our country? George Washington. Ai được coi là cha đẻ của nước Mỹ? George Washington. Who was the first president? George Washington. Ai là vị tổng thống đầu tiên? George Washington.